Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu Ban chỉ đạo huyện sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch COVID-19 thay đổi trạng thái liên tục trong tình hình dịch hiện nay, thành lập đường dây nóng để xử lý kịp thời khi có phản ánh của người dân về tình hình sản xuất, thu hoạch và thu mua nông sản ngoài huyện. Đối với công nhân làm việc tại công ty TBS tại cụm công nghiệp Phú Hòa, phải có đơn tự nguyện đi làm tại công ty và có xác nhận của địa phương. Công ty phải đảm bảo 3 tại chỗ, bố trí xe đưa rước có kiểm tra sàng lọc, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.